yên tao hắn có thể đối được. Sự tuyệt đối vĩnh cửu trong miệng ngươi, trong mắt ta chỉ là tầm thường, ngươi hành trạng nguyên thế nào? Được ủy quyền bởi Học viện Hàn Lâm, ngoài ra tặng một phủ định. Ngươi có nguyện ý? Không ngờ đến là một kẻ đạo thơ, buồn cười. Lý Tiêu đừng khoe khoang nữa, nếu không trả lời được, ta hy vọng ngươi lập tức xin lỗi, như vậy mới chân chính làm người. Khoe khoang,